Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp quý vị và các bạn trong tin nóng bóng đá ngày 13 tháng 11 năm 2023. Hôm nay có thể nói là một ngày rất đặc biệt với bóng đá Việt Nam khi mà đội tuyển quốc gia Nam Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình ở một giải đấu chính thức đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Philippe Chu-xie sau quãng thời gian gần 8 tháng chuẩn bị cho những mục tiêu ở phía trước. Những trận đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup năm 2026, hôm nay đội tuyển Việt Nam lên đường. Chúc cho hành trình của đội tuyển Việt Nam dù có nhiều hoài nghi, dù có nhiều bão giông, dù có nhiều lắng lo, nhưng hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra thật sự thuận lợi. Những chuyển biến hướng tới trận đấu phía trước gặp đội tuyển Philippines sẽ là một phần quan trọng trong tin nóng bóng đá ngày hôm nay, bên cạnh nhiều câu chuyện khác. Còn thưa quý vị, chúng ta cũng đã bước vào tuần mới rồi. Chúc quý vị và các bạn một tuần mới với thật nhiều những thành công đang chờ đón quý vị và các bạn ở phía trước. Gió mùa Đông Bắc đang về, quý vị cũng lưu ý để bảo vệ sức khỏe của mình. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức nổi bật nhất. Những tin chính trong tin nóng bóng đá ngày 12 tháng 11. Huấn luyện viên Chu-xie thẳng tay loại ngôi sao tại SEA Games 31. Xác định thời điểm huấn luyện viên Gong Ho-kyun ký hợp đồng với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Chế đá Philippines đã mạnh dạn tuyên bố đầy cứng rắn. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ lên đường sang Philippines và chúng ta sẽ cố gắng có thêm một buổi tập nữa trong tổng số 3 buổi tập ở Manila, Philippines. Buổi tập ngày hôm nay 13, buổi tập ngày mai 14 và 15 trước khi bước vào trận đấu vào ngày 16 tháng 11 này. Trận đấu diễn ra vào lúc 18 giờ. Và thưa quý vị, ngày hôm qua thì đội tuyển đã tập buổi cuối trên sân vận động quốc gia, ở trên sân vận động ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, và dù điều kiện thời tiết không thực sự lý tưởng nhưng đội đã rất nỗ lực cố gắng để hoàn tất những giao án chiến thuật của huấn luyện viên Philippe Chu-xie. Và đây, sau buổi tập đó, huấn luyện viên Philippe Chu-xie cũng đã rút gọn danh sách của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và nếu nhìn vào cách mà ông rút gọn danh sách thì có thể thấy rằng câu chuyện về những cầu thủ được gọi là trò cưng không còn tồn tại nữa. Tại buổi tập chiều ngày 12 tháng 11, buổi tập cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước khi đội lên đường sang Philippines diễn ra trong điều kiện trời mưa. Mặc dù vậy, các cầu thủ vẫn nỗ lực tập luyện bất chấp cơn mưa nặng kéo dài, hoàn thành bước chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường sang Philippines trong buổi sáng ngày 13 tháng 11. Trong buổi tập này, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cùng các lãnh đạo của VFF cũng đã gặp gỡ, động viên tinh thần thầy trò huấn luyện viên Philippe Chu-xie trước khi toàn đội lên đường sang Philippines thi đấu trận khai màn vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Sau khi kết thúc buổi tập cuối cùng của đội tại Việt Nam, huấn luyện viên Chu-xie cũng đã nói lời chia tay với một số cái tên trước ngày lên đường. Ba cầu thủ không nằm trong kế hoạch của hai trận đấu trong tháng 11 là hậu vệ Lương Duy Cương, tiền vệ Phạm Văn Luân và Lê Văn Đô. Đáng chú ý, trong ba cái tên này, Lê Văn Đô, cầu thủ đang khoác áo PVF CND, có lẽ để lại nhiều nuối tiếc cho người hâm mộ. Còn nhớ tại SEA Games 31 trên sân nhà, U23 Việt Nam có sự đóng góp quan trọng của Lê Văn Đô để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng bóng đá nam. Sau đó, cầu thủ sinh năm 2001 còn được tờ Swiss Times của Singapore lựa chọn là một trong 5 ngôi sao đột phá tại SEA Games 31. Hôm nay 13 tháng 11, đội tuyển có chuyến bay từ Hà Nội sang Manila để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Philippines diễn ra vào ngày 16 tháng 11. Trong những ngày qua, huấn luyện viên Philippe Chu-xie cũng đã triển khai giao án tập luyện trên mặt sân cỏ nhân tạo nhằm giúp các học trò có sự thích ứng tốt nhất với điều kiện thi đấu tại Rizal Memorial của đội tuyển nước chủ nhà. Ngoài ra, tại Manila, đội tuyển sẽ có thêm 3 buổi tập nữa để bắt nhịp với điều kiện thời tiết, sân bãi, quyết tâm hướng tới chiến thắng trong trận ra quân, qua đó tạo sức bật tâm lý cho cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Iraq trên sân Mỹ Đình ngày 21 tháng 11. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là huấn luyện viên Philippe Chu-xie mang 28 cầu thủ sang Philippines, và như vậy trước ngày thi đấu trận đấu với đội chủ nhà thì 5 cầu thủ nữa sẽ bị loại, vì theo điều lệ của giải, mỗi đội chỉ được đăng ký 23 cầu thủ, trong đó có tới 3 thủ môn. Và thủ môn Đình Triệu vẫn đồng hành cùng đội sang Philippines, có nghĩa là thủ môn của câu lạc bộ Hải Phòng đã bình phục chấn thương và tự tin hướng tới trận đấu phía trước. Thưa quý vị, nói một chút về những cầu thủ đã chia tay thì chúng ta thấy là nếu như ở những trận đấu giao hữu nhằm chuẩn bị lối chơi thử nghiệm con người thì huấn luyện viên Philippe Chu-xie
vẫn sử dụng những cầu thủ mà nhiều người hoài nghi như vị trí của Trương Tiến Anh hay thậm chí là vị trí của Lê Văn Đô. Thế đến lúc này chúng ta đã thấy rõ sự quyết liệt của vị huấn luyện viên người Pháp, bởi vì phía trước là những trận đấu chính thức rồi, và ngay cả khi đó là những cầu thủ gắn bó với ông rất là nhiều, ông cũng kỳ vọng rất là nhiều, và những cầu thủ đó thậm chí có những thời điểm được coi là trò cưng, nhưng nếu không đáp ứng được yêu cầu về mặt chuyên môn thì họ đều không thể tiếp tục đồng hành cùng ông, ít nhất là tại chiến dịch lần này. Trương Tiến Anh là người đầu tiên chia tay, và giờ đến một cầu thủ khác cũng được coi là trò cưng của huấn luyện viên Chusie là Lê Văn Đô. Và như vậy chúng ta có thể thấy bây giờ chỉ những người thực sự phù hợp với lối đá, phù hợp với triết lý và có phong độ cao nhất là những người được tin tưởng sử dụng mà thôi. Và chúng ta cũng sẽ tiếp tục chờ đợi xem năm cái tên tiếp theo phải chia tay, tức là không được đăng ký cho trận đấu phía trước, sẽ là những cầu thủ nào. Trong buổi tập ngày hôm qua, một buổi tập dưới mưa, thì những điều tích cực cũng đã thấy với người hâm mộ khi mà Quế Ngọc Hải đã tham gia trọn vẹn buổi tập. Đồng thời thì những trợ lý của huấn luyện viên Philippe Chusie cũng dành rất nhiều những chỉ dẫn riêng cho những cầu thủ được coi là trụ cột ở thời điểm này như là Hoàng Đức hay là Phạm Tuấn Hải. Phát biểu trước sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thì huấn luyện viên Philippe Chusie đã nói rất rõ. Ông nói rằng toàn đội đều nhận thức rõ tầm quan trọng của trận đấu sắp tới. Khoảng thời gian vừa qua, chúng tôi đã tập trung tập luyện và sẵn sàng đương đầu với thử thách. Toàn đội đều rất quyết tâm cố gắng không ngừng vì sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam. Với mục tiêu cao nhất là World Cup, chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ tất cả mọi người. Vâng, nhận thức được giải đấu quan trọng như thế nào, nhận thức được mục tiêu lớn nhất là ra sao, và mong toàn bộ đội tuyển Việt Nam sẽ nhận được sự hỗ trợ lớn nhất, đó là thông điệp từ huấn luyện viên Philippe Chusie. Phía trước của chúng ta là trận đấu với đội tuyển Philippines 18 giờ ngày 16 tháng 11 tới, và cho đến lúc này thì vẫn chưa có một đơn vị nào tại Việt Nam là sở hữu bản quyền của trận đấu này. FPT Play hiện tại mới đang sở hữu bản quyền 3 trận đấu trên sân nhà thôi ạ. Các trận gặp đội tuyển Iraq, đội tuyển Indonesia và đội tuyển Philippines, còn các trận đấu trên sân khách thì chưa có công bố về mặt bản quyền. Nhưng hy vọng rằng người hâm mộ bóng đá Việt Nam chúng ta sẽ có cơ hội để theo dõi trận đấu này, dù thời gian cũng rất sát rồi, hôm nay đã là ngày 13 tháng 11. Đối thủ của chúng ta, đội tuyển Philippines, đương nhiên là không quá mạnh, đã lâu lắm rồi họ không thắng trước chúng ta. Thế nhưng lần thắng gần nhất của họ lại là một trận đấu mà người dẫn dắt đội tuyển Philippines không phải ai khác, ông Michael Vice, huấn luyện viên hiện tại của đội bóng này, và ông có những tuyên bố khá là mạnh miệng trước khi trận đấu diễn ra. Chỉ còn 2 ngày nữa đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu vòng loại 2 World Cup 2026 với màn chạm trán Philippines. Trước trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chusie đang có lợi thế lớn khi trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội tuyển Việt Nam đang có thành tích toàn thắng. Lần gần nhất đội bóng này có được chiến thắng trước Việt Nam là từ tận ngày 27 tháng 11 năm 2012. Những chiến binh sao vàng khi đó được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã để thua 0-1 trước đội bóng của ông Michael Vice và các học trò trong chiến dịch AFF Cup. Trong màn đối đầu cùng đội tuyển Việt Nam vào ngày 16 tháng 11 tới đây, huấn luyện viên Michael Vice của đội tuyển Philippines cũng có những chia sẻ về những khó khăn và quyết tâm của đội bóng này. Chúng tôi có một số khó khăn khi một vài gương mặt không thể tập trung, tuy nhiên toàn đội đã cố gắng để hoàn thành tốt nhất khâu chuẩn bị. Tôi hài lòng với lực lượng hiện tại khi các cầu thủ đều hiểu triết lý của tôi. Tôi luôn muốn các cầu thủ chơi chủ động, hướng về phía trước với mục tiêu có thật nhiều bàn thắng. Chúng tôi sẽ tạo ra một kế hoạch hoàn hảo và tôi có thể khẳng định đội tuyển Việt Nam khó lấy điểm trước Philippines tại Rizal Memorial. Huấn luyện viên Michael Vice sau đó bổ sung thêm, tất nhiên trên lý thuyết đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn chúng tôi, nhưng họ vừa có một huấn luyện mới, triết lý mới. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ những gì đội tuyển Việt Nam thể hiện ở loạt trận FIFA Days tháng 10 và hoàn toàn tự tin cho trận đấu sắp tới. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo, một điều kiện thi đấu không quen thuộc và chắc chắn sẽ khiến cho các học trò của Chusie gặp những khó khăn nhất định. Vì thế, người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến tuyên bố rất cứng rắn như vậy cũng là một điều có cơ sở. Huấn luyện viên Michael Vice hay các cổ động viên dù đội tuyển Philippines tuyên bố như thế nào thì cũng là việc dễ hiểu thôi, bởi vì đấy là một chuyện thường xảy ra trong bóng đá. Điều chúng ta quan tâm hơn cả đó là đội bóng chúng ta sẽ quan thích nghi như thế nào tới sân vận động có mặt cỏ nhân tạo Rizal Memorial. Đến lúc này thì cũng mới chỉ có hơn 60% cổ động viên đã mua vé để theo dõi trận đấu. Sân đấu này chỉ có sức chứa là hơn 12.000 khán giả thôi, thưa quý vị và các bạn.
Và tiếp theo thì Biên Cương sẽ giới thiệu cùng quý vị và các bạn một gương mặt vừa tạo nên một bàn thắng rất đẹp ở sân cỏ của bóng đá Đức. Nhưng trước khi đến với thông tin chi tiết thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chia sẻ của Biên Cương về một sản phẩm rất là hiệu quả và dẫn được rất là nhiều những phản hồi tích cực của quý vị khán giả. Đó là sản phẩm Đông Trùng Bạch Khang. Bạch Khang Đường trân trọng giới thiệu Đông Trùng Bạch Khang, đông trùng hạ thảo chuẩn cho người Việt. Đông Trùng Bạch Khang với cái định vị của mình là đông trùng thật, muốn đem đến cho người dân Việt Nam một cái đông trùng hạ thảo đúng loài Cordyceps sinensis có nguồn gốc từ Himalaya, được nuôi trồng hữu cơ và nhập khẩu từ Mỹ. Với chứng nhận của Ngân hàng Gen Hoa Kỳ, chứng nhận của Phòng Công chứng Hoa Kỳ cùng quy trình sản xuất hiện đại, Đông Trùng Bạch Khang mang niềm tin đến người tiêu dùng. Đã dùng là tin, đã tin là hài lòng. Và được con trai giới thiệu mua đông trùng hàng Bạch Khang qua kênh tại Biên Cương, tôi có dùng một thời gian và thấy cải thiện rất tốt về giấc ngủ, xương khớp khỏe hơn, đặc biệt hết hẳn mệt mỏi tiểu đêm và huyết áp ổn định hơn trước rất nhiều. Có sức khỏe là có tất cả. Đừng bỏ lỡ những giá trị từ đông trùng Bạch Khang. Truy cập website bachkhangduong.vn hoặc gọi điện tới số hotline 0889666650 để biết thông tin chi tiết. Đông trùng Bạch Khang, đông trùng thật, tự tin sống chất. Vâng, đông trùng Bạch Khang, đông trùng thật, tự tin sống chất. Với loài đông trùng hạ thảo Cordyceps sinensis chuẩn có nguồn gốc từ Himalaya thì đông trùng Bạch Khang rất là khác so với những loài đông trùng hạ thảo giống như những loài nấm khá là phổ biến trên thị trường Việt Nam hiện nay. Đông trùng Bạch Khang lúc này thì đang dành cho quý vị khán giả một mức giá rất là ưu đãi. Khi quý vị mua 4 hộp đông trùng Bạch Khang thì quý vị sẽ được tặng thêm một hộp nữa và giá chỉ là 1.898.000 đồng. 1.898.000 đồng để sở hữu 5 hộp đông trùng Bạch Khang, và với chất lượng đã được khẳng định thì quý vị sẽ thấy được những giá trị của sản phẩm này. Quý vị có thể truy cập vào website bachkhangduong.vn hoặc gọi điện tới số hotline là 0889666650 để biết thêm thông tin chi tiết. Rất là nhiều những phản hồi tích cực, Biên Cương rất là vui khi được chia sẻ cùng quý vị. Khi mà phần lớn những quý vị khán giả đã dùng rồi thì tiếp tục dùng tiếp và có những chia sẻ để khẳng định là sản phẩm này tốt cho sức khỏe. Ví dụ như chú Thảo ở Tam Dương Vĩnh Phúc cũng đã chia sẻ, chú nói rằng tôi cũng đã dùng một số loại đông trùng nhưng thấy đa số đều là loại nấm, dùng cũng không thấy tác dụng gì nhiều. Từ khi sử dụng nước đông trùng này tôi thấy khỏe lên nhiều, sau khi uống 2 hộp thì giảm mất ngủ, trộm vía, uống đều đều, tối ngủ ngon hơn mà không bị giật mình hay là trằn trọc. Hôm nào thể dục về thấy mệt, tôi uống thêm một lọ, thấy cơ thể dần trở lại bình thường và gần như hết mệt mỏi. Cứ phải dùng mới thấy tin. Vâng, dùng là tin, và tin thì sẽ tiếp tục dùng tiếp. Giống như Biên Cương cho đến lúc này, mỗi một ngày sử dụng ít nhất là một lọ, còn nếu mệt mỏi thì sử dụng 2 lọ thì đều cảm thấy rất là ổn. Đặc biệt là giống như chú Thảo ở Tam Dương Vĩnh Phúc nói rằng là giấc ngủ rất là sâu, và giấc ngủ sâu với những người ngủ ít như Biên Cương rất là quan trọng ạ. Như vậy rất là yên tâm rồi. Quý vị nếu chưa thử với sản phẩm đông trùng Bạch Khang thì đừng ngần ngại gọi điện số hotline 0889666650. Quý vị sẽ nhận được những tư vấn rất là tốt và có thể đặt mua sản phẩm này một cách trực tuyến ở website bachkhangduong.vn. Bây giờ thì sẽ là tin rất là vui thưa quý vị và các bạn. Một cầu thủ Việt Kiều trước đây cũng được nói tới rất là nhiều, cầu thủ Việt Kiều Đức là Phong Gia Huy, mới đây đã ghi bàn trong áo của câu lạc bộ Victoria 1889 Berlin FC. Và đây lại là bàn thắng mang tính quyết định để giúp cho câu lạc bộ Victoria 1889 Berlin FC đánh bại câu lạc bộ Hertha BSC 2 với tỷ số 1-0. Bàn thắng của cầu thủ Việt Kiều Đức ghi ở phút 73 và là bàn thắng mang về 3 điểm rất là quý giá cho câu lạc bộ Victoria 1889 Berlin, một câu lạc bộ đang chơi ở giải hạng 4 của nước Đức. Phong Gia Huy là cầu thủ sinh năm 2004 và cầu thủ này thì cha của Gia Huy là một người Việt gốc Hoa quê ở Long Khánh, Đồng Nai. Cha của Gia Huy sang Đức năm 14 tuổi và Gia Huy được sinh ra tại Đức và tất nhiên cũng mang quốc tịch Đức. Phong Gia Huy may mắn được đào tạo từ nhỏ tại câu lạc bộ Hertha Berlin, rồi sau đó là câu lạc bộ Frosinone cũng như câu lạc bộ Borussia Berlin. Đến lúc này thì anh đang thể hiện được khá là nhiều những giá trị của mình trong màu áo của câu lạc bộ Victoria 1889 Berlin.
Phòng Giao Huy thì sinh năm 2004 và cầu thủ này thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái. Và ở mùa giải 2023-2024 thì đến lúc này, cầu thủ của câu lạc bộ Victoria 1889 Berlin đã ra sân 12 trận và có một bàn thắng cũng như là một kiến tạo. Lúc này thì giá trị theo Transfermarkt của Phòng Giao Huy là vào khoảng 50.000 euro. Và chúng ta hy vọng rằng một ngày không xa, cầu thủ sinh năm 2004, tức là mới có 19 tuổi thôi, sẽ trở về và khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đó cũng là mơ ước của một cầu thủ Việt Kiều, Philip Nguyễn. Philip Nguyễn là cầu thủ Việt Kiều và cầu thủ Việt Kiều Séc. Rõ ràng là Philip Nguyễn cũng đang rất khát khao một ngày được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Mặc dù vậy thì mọi thứ đang trở nên tương đối phức tạp hơn với thủ tục nhập tịch của Philip Nguyễn. Và có thể chúng ta đang lo một kịch bản không hay xảy ra là anh không kịp hoàn tất thủ tục và không kịp đá tại Asian Cup, giải đấu được tổ chức ở Qatar vào tháng 1 tới. Theo dự kiến, Philip Nguyễn sẽ được cấp quốc tịch mới vào tháng 11 năm 2023. Nhưng mới đây tình hình đã xuất hiện những thay đổi khiến cho cầu thủ này khó có thể hoàn tất thủ tục ngay trong tháng 11. Cho tới lúc này, thủ môn Việt Kiều Philip Nguyễn vẫn chưa thể lấy quốc tịch Việt Nam để đảm bảo điều kiện đăng ký vào danh sách sơ bộ dự Asian Cup 2023 của huấn viên Philip Chusie. Theo thông tin được cập nhật thì hồ sơ của Philip Nguyễn vẫn còn một số vướng mắc. Cơ quan có thẩm quyền đang yêu cầu thủ môn này phải đặt tên tiếng Việt. Philip Nguyễn muốn lấy tên tiếng Việt là Nguyễn Philip, giống tên con trai 3 tuổi của mình. Như vậy, sau khi bị cơ quan có thẩm quyền từ chối hồ sơ, Philip Nguyễn sẽ phải đăng ký lại tên tiếng Việt. Việc này sẽ mất thêm một khoảng thời gian, thậm chí nhiều khả năng anh sẽ không thể có quốc tịch Việt Nam trước khi Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 1 năm 2024 tại Qatar. Philip Nguyễn chắc chắn là một gương mặt rất là quan trọng trong mùa giải này của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ chính thức có huấn luyện viên mới, một gương mặt rất là được yêu mến tại Việt Nam, huấn luyện viên Ngô Kyun, khi giải đấu trở lại vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 này. Đó là huấn luyện viên Ngô Kyun. Hôm qua thì trang chủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội đã chính thức công bố bản hợp đồng giữa hai bên đã được ký. Sau khi mùa giải V-League 2023 khép lại, câu lạc bộ Công an Hà Nội hướng tới mục tiêu chinh phục những đỉnh cao mới của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần. Bên cạnh việc chiêu mộ thành công những tân binh chất lượng như Bùi Hoàng Việt Anh hay Giovane Magno, đội bóng thủ đô cũng tìm kiếm một huấn luyện viên có cùng khát vọng chinh phục đỉnh cao ở cả sân chơi quốc nội và quốc tế. Sau quá trình tìm kiếm và đàm phán, ông Gomo Kyun đã đồng ý ký vào bản hợp đồng mới để trở thành tân huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên vị chiến lược gia người Hàn Quốc ngồi vào vị trí ghế nóng của một câu lạc bộ chuyên nghiệp. Sáng ngày hôm qua, huấn luyện viên Gomo Kyun có mặt tại trụ sở của câu lạc bộ Hà Nội để chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng 2 năm với mức lương được cho là vào khoảng 20.000 đô la Mỹ một tháng. Với mục tiêu bảo vệ chức vô địch V-League và từng bước chuẩn bị hướng tới sân chơi AFC Champions League vào mùa giải tới, để phục vụ cho những mục tiêu này, huấn luyện viên 49 tuổi sẽ mang theo hai trợ lý, một trong số đó đã từng làm việc với ông tại U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Ngô Kyun từng giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2022. Với việc từng được thổi một luồng gió mới vào lối chơi của U23 Việt Nam, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã sớm tạo ra ấn tượng trong mắt người hâm mộ của giải đất hình chữ S cho đến tận bây giờ. Trên trang chủ của mình thì đội đương kim vô địch V-League cũng đã có dòng chào mừng dành cho tân huấn luyện viên người Hàn Quốc. Chào mừng tân huấn luyện viên trưởng Gomo Kyun, chúc cho vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ sớm hòa nhập được với môi trường V-League và gặt hái những thành công cùng đội bóng thủ đô. Chúng ta sẽ cùng chúc cho huấn luyện viên Gomo Kyun sẽ thành công tại đây với câu lạc bộ Công an Hà Nội và có những đóng góp cho sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam, giống như những dấu ấn mà ông đã làm được cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á năm 2022. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những lùm xùm của bóng đá Thái Lan về chuyện chia thưởng hậu SEA Games ở Campuchia. Ở SEA Games 32 cách đây 5 tháng, Quỹ Phát triển Thể thao Thái Lan đã trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao ở kỳ đại hội này. Cụ thể, vận động viên giành huy chương vàng nhận phần thưởng 300.000 bạt, tức là khoảng 200 triệu đồng Việt Nam. Huy chương bạc nhận 200.000 bạc, khoảng 140 triệu đồng Việt Nam. Và huy chương đồng nhận 150.000 bạc, khoảng 100 triệu đồng. Đội tuyển U22 Thái Lan khi đó tham dự giải và giành kết quả chung cuộc với tấm huy chương bạc trong trận chung kết. Thế nhưng điểm nhấn khi đó lại là tình huống ẩu đả xấu xí của hai đội bóng này. Sau đó AFC cũng đã đưa ra án phạt cho cả hai đội. Bên phía U22 Thái Lan, 7 thành viên nhận án phạt tổng cộng bị cấm thi đấu, chỉ đạo 42 trận đấu
và phải nộp phạt tổng cộng 3.000 đô la Mỹ. Đây là lý do khiến cho thời điểm hiện tại, các cầu thủ xứ Chùa Vàng chưa nhận được số tiền thưởng theo quy định. Nhưng trước sức ép của dư luận, Quỹ Phát triển Thể thao Thái Lan đã thông báo lại rằng sẽ xem xét việc trả lương. Tuy nhiên, những cầu thủ bị kỷ luật sẽ bị trừ 30% tiền thưởng. Do vậy, đến thời điểm này, các cầu thủ U22 Thái Lan vẫn chưa nhận được khoản tiền nói trên. Hiện đang có nhiều cầu thủ và cổ động viên tỏ ra không hài lòng với cách làm này của Quỹ Phát triển Thể thao Thái Lan. Với thông tin của bóng đá quốc tế, chúng ta sẽ đến với trận cầu điên rồ ở Stamford Bridge, trận đấu giữa Chelsea và Manchester City. Một trận đấu đúng nghĩa là điên rồ. Trong một ngày mà ở Stamford Bridge ở London có mưa của tự nhiên thì cũng đã có một cơn mưa bàn thắng xuất hiện chia đều cho hai đội trong một trận cầu đong đầy cảm xúc. Trước khi đụng độ, Man City ở vòng 12 Premier League, Chelsea đã bất bại trước ba đội bóng Big Six là Liverpool, Arsenal và Tottenham. Do đó, dù đối thủ là nhà đương kim vô địch hùng mạnh, thầy trò Pochettino có lý do để nghĩ về một kết quả tốt. Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, một trận đấu siêu mãn nhãn đã diễn ra tại Stamford Bridge với 8 bàn thắng được ghi chia đều cho hai đội. Haaland đã phạt đền thành công đưa Man City dẫn trước ở phút 25, nhưng Chelsea cũng đã có được hai bàn thắng của Silva và Sterling để dẫn 2-1 trước khi Akanji gỡ hòa cuối hiệp 1. Nửa sau trận đấu, mỗi đội có thêm hai bàn thắng nữa, trong đó kịch tính được đẩy lên ở những phút cuối khi Rodri sút bóng đập chân Silva đổi hướng, nâng tỷ số lên 4-3. Nhưng Palmer, người cũ của Man City, kịp thời tái lập thế cân bằng ở phút bù giờ thứ 5 với tình huống đã phạt đền chính xác sau pha phạm lỗi của Ruben Dias với Brugia trước đó. Trận hòa 4-4 trước Chelsea không khiến Man City đánh mất ngôi đầu bảng xếp hạng và sẽ nắm giữ nó trong 2 tuần tới khi các đội tuyển quốc gia tập trung. Tuy nhiên, khoảng cách của nhà đương kim vô địch với Liverpool và Arsenal ở phía sau chỉ còn lại là 1 điểm. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin nóng bóng đá ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành yêu mến của quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chúc cho đội tuyển quốc gia Việt Nam lên đường thuận lợi, bình an, gặp nhiều may mắn tại Manila, Philippines và hy vọng rằng sẽ mở đầu chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup năm 2026 bằng một chiến thắng. Chúc quý vị tuần mới nhiều niềm vui. Đừng quên sản phẩm Đông Trùng Bạch Khang đang có những giá trị và mức giá rất là ưu đãi cho khán giả của huấn luyện viên Tạ Biên Cương. 0889666650 là hotline quý vị có thể gọi để có thông tin chi tiết và đặt mua trực tuyến. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.